Chào mừng em đã quay trở lại với MG Gaming. Hôm nay vẫn là một số về cốt truyện của Runeterra và lần này chúng ta sẽ đến với Noxus, giai đoạn sau khi thất bại xâm lược Ionia. Noxus được biết đến là một đế chế hùng mạnh với hung danh lan khắp nơi, được nhận định là một quốc gia tàn bạo, ham bành trướng và đầy đe dọa, trải qua không biết bao nhiêu cuộc chiến khốc liệt và luôn bị e dè bởi tất cả các quốc gia. Không lạ gì khi Noxus sở hữu một đội quân vô cùng thiện chiến, những vết sẹo, vết thương từ những cuộc chiến đối với họ là những chiếc huân chương cho sự đóng góp của bản thân với đế chế. Chúng không ngừng chiến đấu để mở rộng lãnh thổ cũng như thể hiện sức mạnh đáng sợ của mình, sức mạnh khủng khiếp cùng tinh thần hiếu chiến. Không chỉ được miêu tả trong cốt truyện mà ngay cả trong game, tạm thấy các vị tướng của Noxus có lối chơi thuần về tấn công với những đòn dồn dập. Kể cả vị tướng tanh duy nhất là Sion, các chiêu thức cũng đều mang khuynh hướng tấn công, húc thẳng vào trụ. Nếu nghe muốn hiểu kỹ hơn, có thể vào xem series phân tích các quốc gia về Liên minh huyền thoại mà tôi đã làm nhé. Theo phong tục của Valorant, cái chết được đại diện bởi cừu và sói. Cừu cho cái chết bình yên và sói cho kết cục đầy bạo lực. Ở Noxus, sói được vinh danh nhiều hơn. Chết bình yên trên giường không phải là cách để bảo toàn danh dự và một đế chế tôn sùng sức mạnh, mà phải chiến đấu, phải thể hiện sức mạnh của mình trước những đối thủ khác. Dù cho có phải chết trên chiến trường thì danh dự cũng sẽ được bảo toàn. Sức mạnh là điều thiêng liêng nhất đối với họ. Những kẻ yếu đuối là những kẻ ở dưới đáy xã hội. Bị gọi bằng cái tên này sẽ là nỗi nhục lớn nhất đối với những kẻ đến từ đế chế Noxus. Một phần Noxus luôn phải tham gia bành trướng lãnh thổ, cũng bởi vì quốc gia của họ luôn trong tình trạng thiếu thốn tài nguyên nên phải liên tục xâm lăng để có thể tồn tại. Ngoài ra, Noxus có một câu nói như thế này: bất kỳ ai cũng có thể có địa vị và quyền lực ở Noxus nếu như có tài. Không cần biết họ xuất thân từ đâu, những ai dùng được ma thuật thì càng được coi trọng và được tích cực tìm kiếm để mài dũa tài năng đặc biệt của họ phục vụ cho lợi ích của đế quốc. Trái ngược hoàn toàn với Demacia, một quốc gia luôn coi trọng giá trị về công lý, danh dự và bổn phận, cùng niềm tự hào mãnh liệt về di sản văn hóa của họ. Đội quân của Demacia đến từ sự kỷ luật, nghiêm ngặt và danh dự. Họ sống trong nguyên tắc để rèn giũa bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Trong khi đó, Noxus coi trọng hơn đối với những kẻ có thiên tài bẩm sinh. Họ luôn tìm kiếm những thiên tài không cần biết đến từ nơi đâu và không cần phải tuân theo kỷ luật nghiêm ngặt như Demacia. Chính vì thế mà ta mới thấy Noxus và Demacia là thiên địch của nhau trên vùng đất này. Noxus cũng giống như đế chế Mông Cổ trong lịch sử thế giới của chúng ta. Họ đã khiến các quốc gia xung quanh cũng như các đế chế trên toàn thế giới phải run sợ trước lực lượng quân đội hùng mạnh và man dợ nhất. Chúng hành quân đến đâu là cỏ cây đều không thể mọc ở đó, san phẳng mọi nơi mà vó ngựa chúng đi tới. Noxus cũng thế, họ giống những con quái vật hung bạo muốn nuốt chửng tất cả, với khát vọng không đáy luôn muốn bành trướng và thống trị toàn bộ Runeterra. Lịch sử sẽ chỉ nhớ đến kẻ thắng, đi theo Noxus sẽ được ghi danh đời đời. Đó chính là câu nói của đại tướng Darius, nơi mà sức mạnh là điều cốt lõi. Sức mạnh sẽ được coi trọng hơn tất cả. Sức mạnh là thứ duy nhất, chỉ có sức mạnh mới có được vị thế trên mảnh đất này và dùng nó để phục vụ cho lợi ích của đất nước. Giới thiệu qua về Noxus thế là đủ rồi, chúng ta cùng đến một vài giai đoạn của nó nhé. Trước khi Noxus được thành lập, trung tâm thành phố là pháo đài bất diệt được cai quản bởi tên lãnh chúa Mordekaiser. Hắn là một tên ác ma tàn bạo, xung quanh thành phố ai cũng đều phải quỳ gối trước sức mạnh của hắn. Cho đến một ngày, tất cả bộ tộc kết hợp lại với nhau, trong đó có hội kín hoa hồng đen, đã lật ách thống trị của hắn và chiếm luôn pháo đài. Người lên cầm quyền là Boron Dogwill, một hoàng đế độc tài và tham lam, luôn muốn dùng sức mạnh để bành trướng, dù phải mất đi bao nhiêu đội quân đi chăng nữa. Thời này, Noxus đã trải qua rất nhiều cuộc chiến và đa số đều thắng lợi trở về. Cho đến khi muốn mở rộng lãnh thổ phía đông, con mồi tiếp theo của Noxus ở phía bên kia biển là vùng đất đầu tiên Ionia, hay còn gọi là vùng đất tìm kiếm sự cân bằng với những vị tướng 200 năm. Một vùng đất khá rộng lớn được định hình thông qua việc theo đuổi sự cân bằng của vạn vật. Đây cũng là một trong những cuộc chiến đẫm máu nhất của Runeterra, làm thay đổi 180 độ thể chế và quyền lực của đế chế Noxus. Tưởng chừng như là viên kẹo dễ nhai, nhưng khi cắn mới biết lại là viên đá. Quân Noxus có thể dễ dàng đập tan những lực lượng phòng thủ đầu tiên của Ionia. Không khó hiểu khi mấy chiến binh Ionia lúc này chủ yếu là nông dân, không thể cản bước được trước những chiến binh hùng mạnh của chúng. Nhưng khi càng tiến vào sâu, Ionia càng kháng cự mạnh mẽ. Người Ionia bắt đầu dùng ma thuật để chống trả lại. Cả giáo chủ Karma cũng bị buộc phải đánh trả. Cô dùng ma thuật của mình để tự tay phá hủy một chiến hạm khổng lồ của Noxus, khơi mào cho sự đáp trả. Dù cho các môn đồ của cô đã rút khỏi đền Vĩnh Hằng và không gây thêm bạo lực nào nữa. Ở hòn đảo phía bắc Ionia, các thầy tu cũng chống trả quyết liệt tại tu viện Hirana, nhưng vẫn bị áp đảo về số lượng. May sao có Lee Sin và Udyr khi trở về kịp, sử dụng sức mạnh của Long Hồn, Lee Sin đã càn quét đội quân của Noxus. Nhưng rồi, cả tu viện vẫn gần như bị san phẳng bởi sức mạnh đến từ Long Hồn. Do mất kiểm soát mà Long Hồn đã thiêu rụi đi đôi mắt của Lee Sin. Bước ngoặt của cuộc chiến phải nói đến là khi Noxus tiến vào thiên phận Navori với sự dẫn dắt của Swain, nhưng xui đâu lại gặp đúng thánh Irelia. Cô bé lúc này mới chỉ có 14 tuổi. Chính lúc đó, định mệnh Irelia đã trỗi dậy, thoát khỏi mọi trói buộc, cô giải phóng hoàn toàn tiềm năng của điệu kiếm vũ. Một tá binh lính của Swain đều ngã xuống, khiến những hàng ngũ rối loạn trong lúc những người cầm tù tham chiến cùng cô. Trong chớp mắt, cả đoàn quân bị gục dưới lưỡi kiếm Irelia và cánh tay phải của Swain cũng đã phải rời xa thân xác của hắn ngay lúc đó. Sau đó, Noxus phải dùng đến chiến thuật bẩn thỉu hèn hạ như đưa trẻ em vào cuộc chiến để Ionia cảm thấy thương hại
chùn tay mà chần chừ, hoặc dùng thứ vũ khí chết chóc là bom hóa kỹ của tên dược sĩ Singit được đem ra thử nghiệm trên vùng đất này. Thứ vũ khí hóa kỹ ấy kinh hoàng hơn bất kỳ thứ gì ta có thể tưởng tượng được, không phân biệt địch hay ta, chúng dùng nó để càn quét chiến trường, khiến cả người dân Ionia lẫn quân đội Noxus đều chết trong đau đớn và tàn khốc, tàn phá nặng nề môi trường xung quanh, khiến sự sống gần như biến mất vĩnh viễn. Riven nhờ thanh kiếm cổ ngữ mà đã thoát khỏi trận chiến đấy. Vợ của Darius là Creleta Von cũng đã mất một cánh tay do bom hóa kỹ gây ra. Đến lúc này, kế hoạch xâm chiếm Ionia gần như thất bại hoàn toàn. Noxus tuy đã thất bại nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đấy. Mối bất hòa tồn tại trong Ionia bắt đầu nảy sinh, và những thiệt hại do cuộc chiến ảnh hưởng đến thể chế chính trị của Noxus cũng dần trở nên nặng nề hơn. Cả hai cũng đều biết đây mới chỉ là khởi đầu cho những điều tồi tệ sẽ xuất hiện trong tương lai, và Noxus là bên đầu tiên tạo ra những khác biệt trước tất cả. Sau khi bị đuổi khỏi quân đội vì bị coi là thất bại, Swain không chịu nản lòng trước số phận bi thảm của mình. Hắn quyết tâm khám phá những bí ẩn trong pháo đài bất diệt, nơi chứa một thực thể cổ xưa khát máu luôn săn đuổi những linh hồn đang chết dần và nuốt chửng những bí mật của họ. Swain đã không ngần ngại hy sinh linh hồn của mình để đổi lấy sức mạnh khủng khiếp, và cánh tay phải đỏ rực của hắn chính là biểu tượng của sự giao kèo với quỷ dữ. Đổi lại, con quỷ kia sẽ hấp thụ những bí mật của Swain. Cả hai sẽ cùng phát triển và chắc chắn sẽ sống lâu hơn. Bất tử thì không chắc. Giờ đây, hắn là một bậc thầy về chiến thuật, có thể dự đoán trước những bước đi của kẻ thù bằng cái đầu tinh danh của mình cùng sức mạnh của quỷ dữ. Swain đã không thể chịu được sự thống trị của Boron Darkwell, kẻ giờ chỉ là bù nhìn của LeBlanc, người thực sự đang nắm toàn bộ quyền hành của Noxus. Boron Darkwell không có bất kỳ chiến lược nào hay sự sáng tạo khôn ngoan, chỉ biết lợi dụng sức mạnh quân đội để đàn áp các quốc gia khác, gây ra những cuộc chiến tàn khốc và làm hao tổn không biết bao nhiêu binh lính của mình. Ông ta chỉ nhìn thấy sự u ám sau mỗi cuộc chiến. Bộ máy chính quyền bên trong Noxus cũng ngày càng nhu nhược và mục nát. Swain đã âm thầm lên kế hoạch trong nhiều năm, tận dụng sức mạnh của quỷ và sự giúp đỡ của nhiều người. Trong một đêm, Swain đã dẫn đầu cuộc đảo chính quyết liệt, tiêu diệt những kẻ trung thành với Boron Darkwell và giành lấy quyền kiểm soát Noxus. Swain đã không khoan nhượng với vị vua này, tất nhiên là lấy luôn đầu của ông ngay trên ngai vàng, khép lại triều đại của hoàng đế bù nhìn và là khởi đầu mới cho cuộc cách mạng tam cực. Chiến tranh đã không chỉ làm rung chuyển Noxus và Ionia, mà còn làm thay đổi hoàn toàn số phận và lịch sử của hai quốc gia này. Dù Ionia có chiến thắng cuộc chiến, nhưng họ phải trả giá bằng những vết thương sâu sắc trên mảnh đất linh thiêng của mình. Những ngôi làng bị phá hủy, những người dân bị giết hại, những truyền thống đã bị xâm phạm. Ionia thì mất đi một phần tinh hoa của mình. Những bất hòa ngầm xảy ra với những tư tưởng mới và cũ do cuộc chiến để lại đang gặm nhấm sâu vào trong từng con người ở nơi đây. Nhưng trong chiều hướng ngược lại, dù thua trận, nhưng Noxus lại có cơ hội được tái sinh và phát triển. Một cuộc cách mạng tam cực đã đưa Noxus tới với kỷ nguyên mới, tới với sự cai trị của ba phía, với mục đích không phải cá nhân nào có thể độc tôn cai trị đế quốc. Vương miệng chỉ là cái mũ, ngai vàng giờ đây chỉ còn là ghế ngồi. Khi một cá nhân có thể hủy diệt Noxus bằng sự điên rồ và tha hóa của mình, thì sẽ luôn có hai người khác để kiềm chế lại. Swain cũng sợ con quỷ Rom trong người hắn một ngày nào đó sẽ chiếm thân xác và khiến cho bản thân hắn sa đọa. Khi đó thì hai chân kiềng còn lại sẽ không để cho hắn lộng hành, và ngược lại cũng như thế. Hội tam cực sẽ gồm ba người lãnh đạo: Jericho Swain, Tân Nguyên Soái, đại diện cho tầm nhìn. Với sức mạnh của con quỷ, cho hắn biết mọi bí mật về thế giới. Noxus đã không còn theo đuổi những cuộc chiến vô nghĩa, không có mục tiêu rõ ràng, mà chỉ dựa vào sức mạnh quân đội để đàn áp. Giờ đây, với sự lãnh đạo của Swain, Noxus đã biến sức mạnh khủng khiếp của mình thành một công cụ hiệu quả, linh hoạt và thông minh để thực hiện những kế hoạch bài bản của hắn. Swain đã đưa Noxus vào một kỷ nguyên mới với những cải tiến và phát triển không ngừng nghỉ. Darius, đại tướng Noxus huyền thoại, thủ lĩnh quân đoàn tam cực, giờ đây là tổng tư lệnh toàn bộ đội quân, đại diện cho quyền lực và sức mạnh. Darius là một trong chiến binh hùng mạnh và kinh nghiệm nhất, không chỉ ở Noxus mà còn ở cả Runeterra. Anh là biểu tượng cho sự quyết đoán, gan dạ và tôn trọng trong Noxus. Từ một người bình thường, Darius đã vượt qua bao nhiêu cuộc chiến khốc liệt, lập ra hàng loạt chiến công để trở thành đại tướng của Noxus, người chỉ huy quân đội đế quốc. Vị đại tướng không ngần ngại chém đứt đầu những kẻ thù ngoài kia, kể cả những kẻ phản bội hay yếu đuối trong chính Noxus. Không ai có thể phủ nhận rằng Darius xứng đáng là người đại diện cho vũ lực của Noxus, người mang niềm tự hào cho sức mạnh của đế quốc. Ở chân kiềng cuối cùng, đó là Vô Diện, một kẻ tới giờ vẫn còn là một bí ẩn. Hắn đại diện cho mưu lược tinh vi và bí hiểm của Noxus. Swain đã giành vị trí quan trọng của tam cực cho người đứng đầu hội sát thủ, người có khả năng sử dụng ma thuật và âm mưu để bảo vệ lợi ích của Noxus. Nhiều người đồn đoán rằng Vô Diện là LeBlanc, người thực sự điều khiển Boron Darkwell, nhưng Raoult đã phủ nhận điều này. Nhân vật này vẫn là một bí ẩn lớn, không ai biết được dung mạo hay thân phận của Vô Diện. Và Swain cũng không phải là kẻ ngu ngốc, ông ta biết rõ LeBlanc là kẻ thù của Noxus, nên không bao giờ để cho vị trí quan trọng cho một kẻ như ả. Và thế là Noxus, đế quốc khát máu và tham vọng, đã trải qua một cuộc cải tổ vô cùng lớn dưới sự lãnh đạo của Hội đồng Tam Cực, bao gồm ba nhóm nhân vật xuất sắc trong ba lĩnh vực khác nhau: tầm nhìn, vũ lực và mưu lược. Nhờ có sự phối hợp hoàn hảo giữa Swain, người có khả năng định hướng tương lai bằng chiến lược có mục đích và tàn bạo; Darius, người có uy quyền và kỹ năng chỉ huy những đội quân tinh nhuệ và trung thành; và Vô Diện, người có tài âm mưu nham hiểm, thâm nhập sâu vào các quốc gia khác,
Noxus đã trở nên hùng mạnh hơn bao giờ hết. Không ai có thể ngăn cản được sự thống trị của Noxus trên toàn bộ Runeterra lúc này. Đoạt nỗi khiếp sợ vô cùng khủng khiếp. Một con quái vật không chỉ có nanh vuốt sắc bén, mà còn có một đôi cánh vô cùng rộng lớn có thể bay cao và xa. Những ai dám chống lại Noxus đều sẽ phải trả giá bằng máu. Noxus không chỉ có hội đồng tam cực là nòng cốt, mà còn có những hội kín bí ẩn, ẩn mình trong bóng tối, thực hiện những kế hoạch riêng của chúng hoặc làm quân cờ của chính trị. Trong đó có ba cái tên nổi bật là Hội Hoa Hồng Đen, hội kín cổ xưa tồn tại trước cả khi Noxus hình thành. Thánh nữ của hội chính là Le Blanc, một phù thủy quyền năng và xảo quyệt. Ả đã thầm giật dây không biết bao nhiêu cuộc chiến, cả bên trong lẫn bên ngoài của Noxus trong hơn 1.000 năm qua. Không biết bao nhiêu lần Ả đã đẩy Runeterra vào trong những cuộc chiến hỗn loạn. Hội Vòng Tròn Đỏ, ta biết được giáo chủ của hội chính là Vladimir, cũng từng là một trong thành viên đã sáng lập ra Hội Hoa Hồng Đen. Giờ đây là một nhân vật vô cùng quan trọng và đang là người dẫn đầu Hội Vòng Tròn Đỏ. Ông đã tạo ra một pháo đài riêng biệt, dạy cho các tín đồ của mình những bí mật về huyết thuật, nghệ thuật cổ xưa trong việc sử dụng máu để tăng cường sức mạnh và kiểm soát kẻ thù. Nhờ sự hướng dẫn của Vladimir, giáo phái này đã trở thành một lực lượng rất đáng gờm trong đội quân Noxus. Hội này có nhiệm vụ hồi sinh những binh lính đã tử trận và biến họ thành xác sống để có thể chiến đấu tiếp cho tổ quốc. Dần dần, họ cũng tìm được một chỗ đứng trong quân đội Noxus. Hội Sát Thủ, một tổ chức bí mật chuyên huấn luyện những sát thủ tinh nhuệ để thực hiện những nhiệm vụ ám sát và làm gián điệp cho đế chế Noxus. Hội Sát Thủ được lãnh đạo bởi đại tướng Marcus de Cutter, một chiến binh huyền thoại và cũng là cha Katarina. Phía sau Marcus có rất nhiều sát thủ bóng đêm tinh nhuệ, trong số đó là Talon. Ở một lần đối đầu với Marcus thì hắn đã bị thuần phục trước sức mạnh của ông và lựa chọn sẽ sống để nhận mệnh lệnh của Marcus, người duy nhất mà Talon không thể đánh bại kể từ khi là sát thủ bóng đêm. Hội Sát Thủ luôn hoạt động trong bóng tối, không để lại dấu vết hay chứng cứ cho kẻ thù. Họ là những người giữ bí mật của quốc gia, những người bảo vệ lợi ích của đế chế bằng máu. Đây cũng chính là niềm tự hào và nỗi kinh sợ của Noxus. Tuy những hội ký này không được nắm quyền lực chính trị như hội đồng tam cực, nhưng vẫn đóng vai trò khá quan trọng trong sức mạnh của Noxus. Từ khi Fiddlestick được làm lại, không ít những câu hỏi đã xoay quanh con quỷ này. Và câu hỏi lớn nhất là tại sao lại xuất hiện ở Demacia. Lúc này, mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía Noxus. Đối địch đất nước công lý, reward của Fiddlestick đi kèm với sự ra mắt của phả hệ quỷ. Và kẻ đầu tiên biết được nó chắc chắn là Skrein Verom, quỷ thượng cổ của bí mật, thứ cho hắn biết mọi bí mật trên thế giới. Vì vậy, không loại trừ trường hợp hắn đã lợi dụng Fiddlestick để quấy rối Demacia từ bên trong. Ngoài ra còn có Tamken, con quỷ tham lam, dạo gần đây cũng không có ghi nhận gì về hắn. Mọi thứ rất có thể là kế hoạch của Skrein chuẩn bị cho một cuộc chiến lớn đối với Demacia. Noxus giờ đây, dưới sự lãnh đạo của hội đồng tam cực đã trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nó như một con thú săn mồi khôn ngoan chờ đợi thời cơ một lần nữa giương móng vuốt tới những lục địa một lần nữa. Và đoán xem con mồi mà Noxus sẽ nuốt chửng tiếp theo là ai nào. Và tham vọng không đáy với Ionia thì sớm muộn gì cuộc chiến giữa Ionia và Noxus cũng sẽ được tái diễn trở lại trong một thời gian nhất định của tương lai. Và để xem lần này ai sẽ là người chiến thắng, quân đoàn Noxus hùng mạnh hay lại là những vị tướng 200 năm không thể cân bằng được. Và đó là câu chuyện về Noxus sau khi bại trận trước Ionia và cuộc cách mạng của hội đồng tam cực. Liệu có chi tiết nào tôi nói bị sai không? Nếu có anh em nhớ comment phía dưới tôi biết nha. Còn quên bấm like và subscribe để không bỏ lỡ bất kỳ video kênh ra trong tương lai nha. Còn bây giờ thì MG Gaming xin chào.